bạn nhất định sẽ không tưởng tượng nổi, chiếc ô tô nhỏ tên Herbie này điên tới mức nào đâu. Nếu như nói nó xấu xí, nó sẽ tức giận mà phun dầu vào người. Nếu như không chịu xin lỗi, thì nó không khách sáo nữa. Nhưng lần này thì thảm rồi, ông chủ đã bị kích động. Ông thề rằng sẽ cho Herbie vào máy nghiền nát. Nhưng chiếc xe này vô cùng gian xảo, nó tự khởi động động cơ, cho dù có kéo thế nào, nó đều cố đi ngược lại. Thấy có vẻ không chống cự nổi sức lực của hai người đàn ông, nó lại dần dần mở ra hai cánh cửa xe của mình. Ê, ta sẽ không đi đâu. Đúng lúc này, Herbie nhìn thấy một chiếc xe từ từ đi ra. Trời ơi, cơ hội đây rồi. Nó ngay lập tức lao đi, mà còn kéo theo cả người đàn ông nữa. Vô cùng điên loạn, có vẻ như Herbie bị kẹt vào đồ gì đó. Xong rồi, lốp xe bỗng bị nổ. Ông chủ nắm lấy cơ hội cảnh báo Herbie vĩnh viễn không bao giờ được ra khỏi khu này. Nhưng chiếc ô tô nhỏ làm gì chịu thua, nó thề sẽ ra khỏi đây. Đừng nhìn bề ngoài nhỏ nhắn của nó, vì Herbie lại chính là ông vua đường đua. Chỉ là trước khi nó tham gia cuộc đua định mệnh ấy, cho tới một ngày Herbie lần đầu mở mắt ra, mắt tròn xoe, liền nhìn thấy cô gái tên Maggie tới mua xe. Cơ hội tới rồi, Herbie điên cuồng khởi động, hy vọng thu hút được sự chú ý của cô. Nhưng nó không có lốp, mà còn bị xe nâng lên nữa, sắp bị đem đi làm phế liệu. Chiếc vuốt sắc nhọn đã chuẩn bị để gắp nó lên. Herbie sợ hãi mà run lên, nó chỉ có thể giở trò cũ, điên điên cuồng cuồng mà thu hút Maggie. May mắn nó thành công rồi, nhưng cô chỉ tới ngắm chiếc xe ở trước mặt nó. Lúc này, Herbie sắp bị cho vào máy nghiền rồi. Chiếc xe không ngừng đóng mở cửa, kết quả là thành công rơi vào chiếc xe trước mặt. Ông chủ nhìn thấy, chỉ có thể bán nó với giá 80 đô, đổ mồ hôi sôi nước mắt bán cho Maggie. Herbie vui cùng vui sướng, nó cuối cùng cũng được tự do. Trong giây lát đã đưa cô đi, nó kích hoạt chế độ an toàn, điên cuồng lao đi, tí nữa là đâm vào cả người. Người bạn cô tò mò, muốn lái thử, kết quả là họ lại tiếp tục lao ra đường phố. Herbie còn khoe khoang kỹ năng của mình. Nhưng chiếc xe này chẳng khác nào cái máy cày cả, cuồn cuộn nhả khỏi, lập tức trở thành thanh niên trái nhất phố. Sau đó nó mất kiểm soát, lao vào một cuộc đua xe. Maggie muốn dừng xe lại, thật khó khăn, còn giật cả tay phanh lên để dừng nó lại. May là Herbie dừng lại đúng lúc. Maggie tức giận, mới ngày đầu tậu chiếc xe mà muốn vứt đi luôn rồi. Herbie nghe thấy liền không vui, không ngừng tuyết còi. Maggie càng tức giận, rút luôn phích cắm của xe ra, mà Herbie lại phun cho cô cả đống dầu. Cô muốn điên lên mất, lại phải tìm một bộ đồ mới để thay. Herbie đập một phát vào mông cô, Maggie trực tiếp đâm đầu vào cái mũ, vừa không rút nổi đầu ra khỏi mũ, mà còn chẳng nhìn thấy gì, còn vô ý đâm phải người của anh chàng Henry này. Anh tưởng Maggie là fan chân chính của mình, liền ký cho cô, nhưng khi anh quay đầu lại liền bị chọc cười, vì thấy chiếc xe bên cạnh, liền bảo nó nên chui vào rạp xiếc mà diễn hề ở đó. Tới chỗ này, chỉ tổ xấu hổ mà thôi. Herbie nghe thấy thì cay lắm, liền khóa cửa lại, chuẩn bị cho Henry một vố. Nó tới trước chiếc xe của Henry, liền bắt đầu khắc lên một đường vừa dài vừa sâu, khung cảnh vô cùng khoan khoái. Điều này khiến Maggie vô cùng sợ hãi. Cái xe đua này phải đáng giá hàng triệu đô. Những người xung quanh không sợ lôi thôi gì, liền xúi giục anh thi đấu một trận. Herbie thì sợ cái quái gì. Maggie muốn xuống, lại bị Herbie sống chết nhốt lại trong xe. Nhưng đây là cuộc đọ sức với nhà vua và đối thủ của anh. Chú ý xem, cô gái Maggie bị nhốt trong chiếc xe nhỏ, dù có kêu gào thế nào cũng không có ai cứu cô. Mà chiếc xe cô đang ngồi lại là Herbie danh mãnh, nó muốn giúp cô giành chiến thắng quán quân của giải đua xe. Nhưng Maggie chỉ muốn dừng Herbie lại, bởi vì cô không muốn phải xấu hổ. Cô nhấn phanh, chiếc xe không hề dừng. Cô muốn tắt máy, xe vẫn không dừng. Mà Henry kiêu ngạo, cho rằng Herbie không có tuổi với mình, vượt xa cả vạn dặm. Nhưng không ngờ rằng, vừa quay đầu, chiếc xe đã ở bên cạnh anh. Henry ý mạnh hiếp yếu, đâm thật mạnh vào Herbie. Maggie cũng cáu rồi đấy, bởi vì cô sinh ra là để đua. Cô quyết định cho Henry một bài học. Một giây sau, cô đi ngược xe lại mà đuổi theo Henry. Ôi mẹ ơi, xe gì đây mà còn có thể đi ngược, làm Henry tức giận, muốn tấn công một lần nữa. Không ngờ rằng, Herbie nhấc người lên, xoay một vòng, an toàn tiếp đất. Sau đó Herbie chạy lên trên, phi qua hàng rào sắt, thành công chiến thắng trận đấu. Maggie vô cùng vui mừng. Kể từ đây, danh tiếng của Herbie đã trở lên nổi tiếng. Do đó Maggie quyết định sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp nó lên. Tất cả linh kiện của Herbie đều được thay mới. Bạn nhìn xem, tân trang cho nó cũng biết dùng bánh xe lên để bày tỏ sự thích thú. Khi gội rửa cho Herbie, nó cũng biết lắc mình như một chú cún con. Lúc xem phim kinh dị, nó cũng biết sợ hãi như con người, nhắm tịt hai mắt lại, tuy sợ nhưng vẫn hé ra nhìn, dễ thương thật đó. Từ đó Maggie bắt đầu mang Herbie tới mọi trường đua lớn nhỏ, chiến thắng vô số cuộc thi. Điều này làm Henry rất ghen tị, hắn tự hỏi,
không biết chiếc xe này có cấu tạo gì đặc biệt. Thế là hắn tiếp cận với Maggie và Jack, dùng chiếc xe đua bóng 7 của mình, mời Maggie lái thử. Thấy Maggie mê mẩn chiếc xe đua bóng 7 kia, Herbie rất không vui. Henry lợi dụng cơ hội này, đi đến mở nắp capo của Herbie ra. Herbie liền cảnh giác với hắn. Herbie liền dạy cho hắn một bài học, làm hắn xây sẩm mặt mày, còn phun xăng vào mặt hắn. Henry rất tức giận, hắn lôi cây xà beng ra định trả đũa, nhưng không thành công, còn bị Herbie làm mặt ma dọa sợ. Henry đến trước mặt Maggie, thách thức cô thi đấu với hắn ta thêm một lần nữa. Nếu Maggie thắng, Henry sẽ mất chiếc xe này cho cô, còn không thì Maggie sẽ phải mất Herbie cho hắn. Maggie không do dự liền đồng ý. Đến ngày thi đấu, Maggie rất tự tin vào tốc độ của Herbie, nhất định sẽ không thua Henry được. Nhưng Herbie đang băng băng chuẩn bị phi về đích thì đột ngột dừng lại. Để bày tỏ sự không hài lòng với Maggie, Herbie đã cố tình để thua, và kết quả là Herbie đã thuộc về Henry. Nhìn thấy Herbie bị mang đi, Maggie thực sự rất hối hận vì sự nông nổi của mình mà Herbie đã phải trả cái giá quá đắt. Đây là một cuộc thi đâm xe vô cùng khốc liệt, những chiếc xe điên cuồng tông vào nhau. Herbie tội nghiệp bị bọn chúng giày vò không thương tiếc. Herbie vô cùng đau đớn và tủi thân, nhưng đáng buồn hơn là người chủ đã vứt bỏ nó đi. Bỗng nhiên một chiếc monster truck xuất hiện, nó muốn nghiền nát Herbie. Bỗng Maggie xuất hiện, cô không màng sự an toàn của bản thân, lao thẳng vào bãi chiến trường. Cô tuyệt vọng xin lỗi Herbie. Bấy giờ chiếc monster truck kia hướng thẳng tới chỗ Maggie, nó chồm tới, nhưng Herbie đã kịp thời lao tới cứu Maggie một mạng. Nó cũng tống khứ luôn chàng tài xế bên trong, bắt đầu màn trình diễn của mình. Chỉ với một cú nhảy, Herbie nhảy lên chiếc xe monster truck kia, làm nó bị thua toàn tập. Cuối cùng thì Herbie đã chạy thoát. Thấy Herbie bị tan nát đến mức này, Maggie quyết tâm sẽ trừng phạt tên Henry khốn kiếp kia. Sau đó Maggie thuê một nhóm những chuyên gia xe cộ đến để giúp cho Herbie khôi phục lại diện mạo ban đầu. Đã đến trận chung kết của cuộc thi vua tốc độ, Herbie oai vệ xuất hiện để phục thù tên Henry. Nó nhất định phải thắng trận đấu này. Cuộc thi vừa bắt đầu, Herbie đã hít khói, bị bỏ lại rất xa phía sau. Maggie vì không muốn Herbie quá hao tổn sức lực, nên đã nghĩ ra một chiêu trò. Cô nhanh trí điều khiển Herbie bám vào chiếc xe đằng trước, rồi lấy đó làm bàn đạp, vượt lên phía trước, thành công vượt qua. Sau đó Herbie lao như bay, vượt qua hết xe này đến xe khác. Lúc này, Herbie bị bao quanh bởi 5 chiếc xe khác. Hóa ra là âm mưu của tên Henry. Hắn đã mua chuộc những tay đua khác. Sau đó, chúng liên tục tông mạnh vào Herbie. Thấy Herbie sắp tới giới hạn, thì Herbie đột nhiên bám vào gầm xe phía trước. Maggie nhân cơ hội này, đạp mạnh chân ga, làm cho Herbie bay thẳng qua nóc xe phía trước. Thật là ảo diệu, nhưng không may, bình xăng của Herbie bị rò rỉ. Thời gian tu sửa chỉ có 30 giây, không kịp để sửa được. Nhưng vấn đề còn con này, sao làm nhụt chí Herbie được. Nó tự ép bản thân khởi động, vọt lên phía trước, cố gắng một cách ngoan cường, không chịu bỏ cuộc. Chiếc xe này là như vậy, tinh thần cạnh tranh lại một lần nữa, vượt hết xe này tới xe khác. Đến khúc đua cuối cùng, Henry lại định giở trò với Maggie một lần nữa. Hắn không ngần ngại phạm lỗi, dùng thủ đoạn dơ bẩn liên tục dồn ép Herbie vào tường. Bình xăng của Herbie bị hư hại nặng. Lúc Henry định ra đòn kết liễu, thì bỗng nhiên Maggie giảm tốc độ xuống, làm Henry tự ăn quả báo. Nhưng chiếc xe bị lật, lại rơi xuống làm chắn đường đua. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Herbie lao thẳng lên hàng rào, xoay một vòng trên không trung, sau đó đáp xuống một cách đẹp mắt. Maggie đã giành chiến thắng rồi. Điều này làm Herbie vui như một đứa trẻ. Còn tên Henry vì cố ý phạm luật nhiều lần, nên đã phải chịu hình phạt thích đáng. Cuối cùng thì Herbie đã trở thành thành viên nổi tiếng nhất của cuộc thi. Sau đó, nó còn tìm được cho mình một người bạn đời. Sống không mạnh mẽ, đời không nể.